Đây chú Vi đây, đang bốc xếp và cho lên xe rồi. Cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhá. Hiện tại đang là buổi trưa của ngày 21 tháng 5 năm 2020. Và trước màn ảnh quý vị đây thì chúng tôi vừa hoàn thiện xong một bộ bàn ghế tần thủy hoàng bằng chất liệu gỗ gõ đỏ. Đây là sản phẩm làm theo đơn đặt hàng của anh Ninh ở tại Yên Lập, Phú Thọ. Đây, trước mặt là tổng thể cái bộ ghế tần thủy hoàng, đây chúng tôi đã hoàn thiện rồi. Trước khi bàn giao cho anh và gia đình thì tôi có quay lại một video clip để gửi tới anh cũng như là giới thiệu đến quý vị mọi người quan tâm đến đồ gỗ và tham khảo của ghế này. Bộ ghế này có kích thước là tay 12 và bao gồm có 6 món, một đoạn dài, hai ghế ngắn, một bàn và hai đôn. Sản phẩm chúng tôi đã hoàn thiện BU bóng mờ rồi. Chiếc ghế này có kích thước là 2m4. Chất liệu gỗ gõ đỏ rất là đẹp. Mẫu ghế này thì hiện nay khách hàng đang ưa chuộng và sử dụng rất là nhiều. Thiết kế rất là mới lạ, bắt mắt. Đây, một bàn đây. Như là bên này là hai chiếc ghế nhỏ đây. Và phía bên ngoài này thì là chiếc xe tải đã chờ sẵn rồi. Đây chúng tôi chỉ bốc xếp lên xe và bàn giao khách hàng. Đây là gọi là mẫu yếm bọ. Mọi người có nhu cầu quan tâm đến những sản phẩm bàn ghế cũng như là đồ gỗ nội thất phòng khách thì có thể liên hệ tới cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Cơ sở có địa chỉ tại xã Quan Phúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Có số điện thoại là 0987 510 86. Mọi người có thể xem thêm những cái sản phẩm khác ở tại website đồ gỗ tùng8.com. Và tôi xin kết thúc cái video clip tại đây để chúng tôi sẽ bây giờ sẽ tiến hành bốc xếp và bàn giao bộ ghế này cho khách hàng. Cũng đang buổi trưa và rất là nắng nóng. Và xin chào mọi người nhé, hẹn gặp lại trong những video clip khác. Và hiện tại đang là 1 giờ chiều của ngày 21 tháng 5 đây, chúng tôi đã có mặt tại nhà khách hàng và bàn giao cho anh Ninh ở tại Minh Hòa, Yên Lập, bộ tần thủy hoàng đây. Và gồm 6 món tay 12 tôi đã giới thiệu đợt trước rồi. Quý vị có nhu cầu xin hệ cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Có địa chỉ tại xã Văn Cúc, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Số điện thoại là 0987 510 86. Website đồ gỗ Tùng Tám.com. Mọi người quan tâm hãy bấm đăng ký kênh để có thể cập nhật được những video và những sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Xin chào mọi người.